kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Trung Kiên, nhân vật có thể móc cho bục bãi thối của Đảng. Vụ án chuyến bay giải cứu là một vụ án được đem ra xét xử vội vàng, dù đã có 540 ngày điều tra. Vụ án chỉ mới xét xử 1/4 thời gian mà đã phơi ra một sự thật, đấy là vẫn còn những thành phần cần phải moi ra, nhưng cơ quan điều tra lại cố ém lại. Việc cơ quan điều tra đổ hết tội cho Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên lên đầu thư ký của ông ta là cách bao che quá lộ liễu. Nhân dân bây giờ chứ không phải là nhân dân thời cải cách ruộng đất mà có thể dễ dàng lừa dân được. Nếu khui đến nơi đến chốn cúp thì sẽ có rất nhiều cảnh phim hay mà xem. Với trường hợp của Phạm Xuân Kiên thì việc Viện Kiểm sát cần phải tấn công nhiều hơn nữa. Bởi đây là điều cần thiết để tuyên án đúng người, đúng tội. Ẩn đằng sau Phạm Trung Kiên không phải chỉ một mình ông Đỗ Xuân Tuyên mà cả một đường dây chạy án rất khủng. Tại sao đường dây chạy án Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Anh Tuấn bị khui ra mà đường dây chạy án của Đỗ Xuân Tuyên lại không bị khui? Phải chăng đường dây này vướng phải nhân vật nào quá lớn khiến các cơ quan điều tra không dám khui chăng? Chưa có đất nước nào mà thị trường chạy án kinh khủng như tại Việt Nam. Cứ nơi đâu có án thì nơi đó có chạy án. Có thể nói dưới chế độ cộng sản thì việc thụ lý vụ án và chạy án là hai mặt của một đồng tiền. Mặt trước là án, mặt sau là chạy án. Chỉ những bản án đối với người dân thấp cổ bé họng thì mới không có chạy án. Bởi những người dân bắt trộm con gà, con vịt hay ăn cắp ổ bánh mì thì tiền đâu mà họ chạy án đây. Cho nên cơ quan điều tra và tòa án cứ thẳng tay chồng án lên đầu họ. Chỉ có những người như ông Đặng Thanh Bình, cựu phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước mới được hưởng án treo, dù đã phá của nhà nước tới 15.000 tỷ đồng, tức là tiền thuế của nhân dân. Dấu hiệu chạy án hiện rất rõ trong nhiều vụ án. Cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát, tòa án đều là những nơi có hoạt động chạy án. Luật sư Việt Nam thì cũng trở nên thức thời hơn với công việc làm môi giới chạy án để mà kiếm trác. Cả một bộ máy tố tụng từ phía nhà nước cho đến phía người dân đều cuốn theo thị trường chạy án béo bở này. Vào ngày 18 tháng 7, Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế khai về group chat giữa lãnh đạo 5 bộ về chuyến bay giải cứu. Phạm Trung Kiên xác nhận có nhận 42 tỷ đồng từ các doanh nghiệp tổ chức chuyến bay giải cứu nhưng cho hay không ép buộc họ. Lý do lãnh đạo 5 bộ có group chat Viber nên anh ta với vai trò thư ký không thể gây ảnh hưởng. Theo ông Kiên, tổ công tác 5 bộ có group chat Viber để trao đổi thông tin với nhau. Ví dụ, khi Bộ Ngoại giao có công văn gửi các bộ về việc cấp phép chuyến bay, bị cáo Tô Anh Dũng khi đó là Thứ trưởng hay cấp dưới là Đỗ Hoàng Tùng sẽ báo lên group chat xin ý kiến các chuyến bay, đề nghị sớm gửi lại ý kiến của Bộ Ngoại giao. Tổ công tác bao gồm 5 bộ Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Y tế, Giao thông vận tải. Tổ công tác này có thẩm quyền trong việc phê duyệt các chuyến bay giải cứu hình thức combo, tức là người dân phải trả tiền vé máy bay và cách ly. Chỉ có những vụ án kiểu này mới không có chạy án. Trong group chat Viber này, thì hầu hết các bộ đều cử những người cùng cấp bậc như Phạm Trung Kiên liên lạc với nhau. Ví dụ, Phạm Trung Kiên sẽ đưa lên những thông tin mà ông Đỗ Xuân Tuyên nắm, nhưng còn các bộ khác thì sao đây? Như vậy, nếu khui đến nơi đến chốn, những nội dung trong các chat group này thì rất có thể sẽ còn dính đến nhiều nhân vật khủng nữa. Vụ án này bị đưa ra xét xử vội vã. Có lẽ toàn bộ các ban ngành trong bộ máy tố tụng đã thỏa thuận với nhau là sẽ chỉ khui đến đây mà thôi. Mà đã chỉ khui đến một mức giới hạn, đấy cũng là một dấu hiệu của việc chạy án. Ở chế độ này, chạy án có mặt khắp nơi, nó điều khiển hầu hết mọi vụ án lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Phạm Trung Kiên, nhân vật có thể móc cho bục bãi thối của Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Viện Kiểm sát tấn công sát ván Đỗ Xuân Tuyền, chạy bên công an thôi chưa đủ. Một người không có chuyên môn ngành luật cũng có thể nhìn ra vấn đề trong trường hợp thư ký Phạm Trung Kiên
và thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyền. Thư ký thì nhận tiền, còn thứ trưởng thì nắm quyền ký quyết định. Phía xin được cấp phép thực hiện chuyến bay giải cứu thì đưa hối lộ. Đấy là họ mua chữ ký của ông Tuyền hay mua chữ ký của ông Kiên? Rõ ràng ông Kiên có quyền ký đâu mà mua. Vậy nên việc chỉ truy tố Phạm Trung Kiên là không xem xét đến trách nhiệm của Đỗ Xuân Tuyền, là hành động để lọt tội phạm một cách trắng trợn. Vậy ai đã bao che cho ông Đỗ Xuân Tuyền là câu hỏi đang được đặt ra. Viện Kiểm sát tấn công mạnh vào Đỗ Xuân Tuyền. Được biết, ông Đỗ Xuân Tuyền là đồng hương Hưng Yên của ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm, cùng với hai thứ trưởng khác đó là ông Lương Tam Quang, Thượng tướng, và ông Đỗ Duy Ngọc, Thượng tướng. Có thể nói, ông Đỗ Xuân Tuyền quen biết đến ba ông tướng trong Bộ Công an. Đây là lợi thế rất hiếm có, và nhờ đó mà ông Tuyền có được sự che chở. Bên Bộ Công an thực hiện công tác điều tra, việc chạy án đến cấp cao nhất bên Bộ Công an lâu nay được đảm bảo. Tuy nhiên, nếu phía công an không chịu chia lợi ích lại cho Viện Kiểm sát, thì vấn đề mâu thuẫn sẽ nảy sinh. Theo thông tin chúng tôi nhận được, thì Đỗ Xuân Tuyền chỉ chạy bên công an. Thông thường, nếu bên công an nhận tiền chạy án, thì phải giải tiền trên toàn bộ hệ thống, gồm phía cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát và cả bên tòa án. Để đảm bảo an toàn, thì ông Tuyền phải giải tiền hối lộ khắp nơi, đại trà như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm vậy. Còn nếu chỉ chạy từ phía công an thì coi chừng phía Viện Kiểm sát và tòa án không nhận được lợi ích sẽ phá trò. Nếu Phạm Trung Kiên mà làm như Hoàng Văn Hưng thì sẽ có phim hay để mà xem. Ngành công an là ngành ăn bạo và rất tham lam. Nếu ai muốn chạy án và đưa tiền hết cho công an để họ thầu hết đường dây chạy án thì coi chừng tiền mất tiệt mang. Bởi hầu hết bên công an đã nhận tiền là ăn một mình, mà khi chịu chi lại cho những mắt xích khác trong đường dây chạy án, họ không thèm làm. Một người giấu tên cho Thời báo chấm D biết rằng, nếu muốn chạy án hiệu quả, thì người chạy án phải trực tiếp giải tiền cho đủ những bộ phận trên đường dây đấy. Còn nếu giao cho công an thầu hết, thì sẽ có chuyện phá nhau, vì kẻ ăn, người nhịn. Vào ngày 17 tháng 7, tờ báo Dân Chí đã nổ phát súng đầu tiên nhắm vào Đỗ Xuân Tuyền. Một lỗ hổng cực lớn trong quá trình điều tra của lính ông Tô Lâm. Sau khi phiên tòa được cho tạm hoãn, Viện Kiểm sát kiến nghị điều tra trách nhiệm của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyền. Một khi bên Viện Kiểm sát đã đưa ra vấn đề này đến báo chí, nhà nước, thì rất có thể việc thỏa thuận sau cánh gà, sân khấu giữa bên điều tra và Viện Kiểm sát không thành. Chiều ngày 17 tháng 7, ở phần tự bào chữa cho bị cáo Hoàng Văn Hưng liên tục kêu oan và cho rằng cơ quan tố tụng đã bỏ lọt hành vi phạm tội của cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn. Nếu ông Phạm Trung Kiên là thư ký của ông Đỗ Xuân Tuyền mà cũng tố cáo ông Đỗ Xuân Tuyền giống như Hoàng Văn Hưng đã làm, thì có thể nói sẽ có những quan chức ăn không ngon, ngủ không yên. Đỗ Xuân Tuyền sẽ trụ được bao lâu đây? Xét xử vụ án chuyến bay giải cứu sẽ kéo dài thêm rất nhiều ngày, và nhiều người đang theo dõi xem liệu ông Đỗ Xuân Tuyền sẽ trụ được hay không. Dư luận đã nhắc tên ông Đỗ Xuân Tuyền nhiều ngày qua, và hiện nay Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã lên tiếng. Liệu nhóm Hưng Yên trong Bộ Công an sẽ bê ông Thứ trưởng Bộ Y tế này như thế nào? Trong Đảng Cộng sản, sự bất công này cũng đầy rẫy, quan lớn ăn đậm nhưng lại trách nhiệm, họ không chịu, họ không ngần ngại đổ hết tội cho lính để bản thân được bình an vô sự. Còn những người bị sếp đổ tội, không biết vì lý do gì phải chịu mất mát để những ông sếp bất nhân được nhận nhờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Viện Kiểm sát tấn công sát ván Đỗ Xuân Tuyền, chạy bên công an thôi chưa đủ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.